Lời Chúa phán và
Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con của David, xin chủ lòng thương tôi. Nhiều người thoát nạn bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con của David, xin chủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cũng yên tâm đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền bật áo tròn lại, đứng thẳng dậy đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Người nói: Anh đi đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Thưa quý bạn, chị em, qua đó chúng mình chúng ta đi cho chúng ta chụp tranh và chúng ta nhìn rất nhiều hình ảnh và nhiều cử động, cái hoạt động mà để cho đội chúng ta suy nghĩ. Jericho là phải nói là một thành phố được chúc phúc, thành phố cổ lớn xa trên Israel của dân ngoại, có thể nói như vậy. Chúng ta có thể nói là nơi đây được nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa, của chính Jericho này. Chúng ta có một cái câu chuyện một tí nữa đó, đó là câu chuyện về Giác-kêu, ơn cứu độ. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cái nhà này, có thể phải nói là đúng cái ngày này. Hôm nay thì anh mù thành Jericho đã được thấy ánh sáng của đấng cứu độ. Ở đây có một chi tiết mà chúng ta thấy là Giác-kêu, chúng ta dùng cái từ lớn chuẩn là con của David, chủ động của tôi. Rồi có nhiều người ấy, là cái đám đông có nghĩa là nhiều Đức Giêsu và anh mù Bartimê có một cái đám đông. Đám đông đó đó là các con đệ, đó là những người chứng kiến, người đi theo. Có một khoảng cách đó, có cách của một cái đám đông ở trên giữa của hai người. Và chúng ta biết rõ là anh mù này vậy, cái hai cản trở là phải biết về mù loà. Cái cản trở thứ hai là cản trở cái đám đông đó. Nhiều người quát nạt anh ta, bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng vô lớn tiếng, anh ta chỉ còn với miệng miệng hôn thôi. Và chúng ta biết cái bức tranh này là đó, và chúng ta biết đám đông rồi. Đám đông thường là lực của kẻ mạnh nhất mà. Đám đông là lực của kẻ mạnh nhất, mọi thứ để tiếp tục được mọi cái. Khi mượn mà cả cái số ít là sẽ bị thiệt thòi. Và nhưng ở đây chúng ta thấy cái lời của Chúa Giêsu gọi anh ta lại đây, gọi anh ta lại đây. Và cái điều Chúa Giêsu gọi anh ta lại đây là biến đổi tất cả, là biến đổi tất cả. Có nghĩa rằng là từ những cái người cản trở anh mù và tôi nghe đến Chúa Giêsu, giờ những người đó trở thành trung gian, là trở thành tác nhân. Chúng ta có thể nói những người này thành tác nhân của tin mừng. Và tin mừng Chúa Giêsu đại diện sử dụng trung gian của con người để mà nối kết của con người lại với nhau. Và cái hình ảnh đó chính là chúng ta để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta suy nghĩ của ngày hôm nay. Chúa cùng sử dụng chúng ta. Chúng ta có thể cái thân xác chúng ta đây, con người chúng ta đây, để cho Chúa sử dụng để trở thành tác nhân của Chúa. Hay chúng ta trở thành một rào cản, trở thành một rào cản để người ta không đến được với Chúa. Và chúng ta cũng đã biết rồi, đã là những người được cứu rồi thì đều được kêu mời để làm việc này. Và có thể nói cái câu hỏi, cái câu nói của Chúa hãy để anh ta đến để gọi ta đến đây với thầy, cũng là cuộc mời gọi chúng ta, cuộc hẹn kêu gọi những người khác đến với Chúa. Và chúng ta xin Chúa
là Chúa Giêsu Kitô. Chúa là chủ và là Chúa của chúng con. Chúa đi qua cuộc đời của chúng con. Xin Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của con. Con còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con kiếp gì ai nữa. Là Chúa, cuối xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tới Ngài đây, chứ đừng dần mà buồn lấy. Hãy cậy trông vào Chúa, mà bảo đêm nào, hãy cậy trông vào Chúa.